địa chính trị, yếu tố từng đóng vai trò then chốt trong ngoại giao thế giới. Trong lịch sử thế giới, sự ảnh hưởng của các yếu tố địa lý đến đường lối đối nội và đối ngoại của một quốc gia là không thể phủ nhận. Đây cũng là nguồn gốc dẫn đến sự ra đời của thuật ngữ địa chính trị. Thời gian đầu nó được xem là đứa con lai không rõ ràng giữa hai lĩnh vực địa lý và chính trị. Nhưng càng về sau, nó càng khẳng định được tầm quan trọng của mình khi trở thành yếu tố then chốt tác động đến tình hình ngoại giao của thế giới. Địa chính trị là gì? Địa chính trị, geopolitics, là lĩnh vực nghiên cứu về tác động của các yếu tố địa lý tới hành vi của các quốc gia và quan hệ quốc tế. Cụ thể, địa chính trị xem xét các yếu tố như vị trí địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên, dân số hay địa hình tác động như thế nào tới chính sách đối ngoại của một quốc gia và vị thế của quốc gia đó trong hệ thống quốc tế. Khoa học này là đã có từ lâu, nhưng tên của nó gồm từ geo là đất theo tiếng Hy Lạp và politics là xuất hiện khá trễ. Khái niệm địa chính trị lần đầu tiên được sử dụng bởi nhà khoa học chính trị người Thụy Điển Johan Rudolf Killian vào năm 1899. Killian cho rằng các đặc điểm về kinh tế, chính trị và quân sự của một quốc gia bắt nguồn từ các yếu tố địa lý và môi trường của quốc gia đó. Các yếu tố địa lý này có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển về kinh tế, xã hội và chính trị, đồng thời góp phần định hình bản sắc và lịch sử của mỗi quốc gia. Ông đặc biệt chú ý tới tác động của các đặc điểm địa lý như núi non và đại dương đối với sinh mệnh chính trị của các quốc gia. Thật ra, Kian đã lấy ý tưởng từ công trình của nhà địa lý học người Đức là Friedrich Russell, nhất là tác phẩm Địa lý chính trị 1897. Với một cấu tạo từ ghép như thế, khái niệm địa chính trị khó có thể được xếp riêng vào một ngành khoa học hay lĩnh vực hoạt động chuyên biệt. Với cách gọi như thế, hiển nhiên nó nằm giữa hai lĩnh vực chính trị và địa lý. Tuy nhiên, người ta coi đây là một ngành khoa học xã hội mới xuất hiện, vì thế quan niệm về nó vẫn chưa nhận được một sự thống nhất trong cách hiểu. Sự phát triển và mở rộng của thuật ngữ địa chính trị. Đến đầu thế kỷ 20, khái niệm địa chính trị được phát triển thêm bởi nhà lịch sử hải quân người Mỹ là Alfred Thayer Mahan và nhà địa lý người Anh Halford John Mackinder. Cả hai ông đều cho rằng những cuộc đấu tranh địa chính trị quan trọng nhất nhằm giành vị trí bá quyền trong lịch sử đều diễn ra giữa các cường quốc hải dương và cường quốc lục địa. Điều này đã diễn ra từ rất sớm trong lịch sử nhân loại, với ví dụ điển hình là sự đối đầu giữa Athens, một cường quốc hải dương, và Sparta, một cường quốc lục địa, trong chiến tranh Peloponnese. Mahan cho rằng, nắm giữ một lực lượng hải quân hùng mạnh là chìa khóa để phát triển sức mạnh quốc gia. Những quốc gia kiểm soát được đại dương như nước Anh thời bấy giờ có vị thế áp đảo trong hệ thống quan hệ quốc tế. Ngược lại, Mackinder lập luận trong thuyết về vùng đất trung tâm rằng quốc gia nào có thể kiểm soát được vùng lãnh thổ nằm giữa Đức và vùng Siberia thì sẽ có thể kiểm soát được thế giới. Tại Anh, thuật ngữ địa chính trị được phát triển chủ yếu nhờ những công trình của Halford Mackinder. Mặc dù Mackinder chưa bao giờ dùng thuật ngữ địa chính trị, tác giả Mỹ Nicholas Spiderman theo sát Mackinder sáng tạo ra khái niệm Rimland, vành đai bên ngoài. Gần đây hơn có thể kể đến nhà địa chính trị cuối thế kỷ 20 là Samuel Huntington, tác giả của tác phẩm Sự va chạm giữa các nền văn minh, The Clash of Civilizations. Ngày nay, địa chính trị được xem là một công cụ của chính sách đối ngoại. Địa chính trị sẽ giúp chúng ta phân tích về quan hệ quốc tế giữa các quốc gia, từ đó có thể nhận diện các tác nhân và thách thức về quyền lực bên trong một vùng đất nhất định. Tuy nhiên, không nên lầm lẫn giữa địa chính trị và địa chiến lược là ngành hướng đến xây dựng các chiến lược ngoại giao, kinh tế hoặc quân sự. Chính xác hơn, địa chính trị là một tiền đề cho địa chiến lược. Cuối cùng, thuật ngữ địa chính trị có tầm quan trọng vươn ra khỏi những khía cạnh lãnh thổ. Nó liên hệ đến các nhà khoa học, xã hội và luật quốc tế. Ngày nay, địa chính trị còn được áp dụng cho sự bành trướng của một số tập đoàn đa quốc gia khi nói tới địa chính trị kinh tế vĩ mô hoặc địa chính trị kinh doanh. Nó như là một ngành nghiên cứu các nhân tố, các mối quan hệ và các xu hướng chính trị vĩ mô liên quan đến một số nước. Thuyết địa chính trị từng được cổ suý bởi chính quyền phát xít. Trong những năm 1930, thuyết địa chính trị được các học giả Đức cổ suý và sử dụng rộng rãi. Trong đó đặc biệt có vai trò của vị tướng về hưu, kiêm giáo sư khoa địa lý, trường đại học Munich Karl Haushofer,
có quan hệ thân cận với Adolf Hitler. Kohlhausenhofer đã giúp đưa thuyết địa chính trị và chính sách đối ngoại của chính quyền Đức Quốc xã sau khi Hitler lên nắm quyền vào năm 1933. Được Kohlhausenhofer phát triển tại Đức sau Thế chiến thứ nhất với tên gọi là Geopolitik, khoa học này đặc biệt ủng hộ tham vọng bành trướng lãnh thổ của phát xít Đức. Theo đó, chính quyền Đức Quốc xã cho rằng nước Đức cần phải mở rộng không gian sinh tồn để có thể đạt được khả năng tự cung tự cấp. Khái niệm này đã được chính quyền Đức Quốc xã sử dụng để biện minh cho việc xâm chiếm lãnh thổ các quốc gia láng giềng. Có thể nói, chính sách của nước Đức thời kỳ này đã chịu ảnh hưởng bởi lập luận của Halford Mackinder cho rằng nước Đức sẽ vươn lên tới vị trí bá chủ toàn cầu nếu chiếm được vùng đất trung tâm châu Âu và không bị kiềm chế bởi các cường quốc hải dương như Anh hay Mỹ. Mãi đến năm 1938, khi nhà địa lý người Pháp là Jacques Ansel xuất bản tác phẩm Địa chính trị Geopolitik, ông đã bác bỏ tất cả những định luận của trường phái Đức. Tuy nhiên, phải chờ đến sau Thế chiến thứ hai, sự xuất hiện của nhà địa lý Yves Lacoste mới giúp địa chính trị tại Pháp có được tiếng nói quan trọng. Yếu tố quan trọng đối với chính sách đối ngoại của quốc gia. Bất chấp những lên án đối với tư tưởng mở rộng không gian sinh tồn của Hitler và việc nước Đức thất bại trong chiến tranh thế giới lần 2, địa chính trị vẫn tiếp tục trở thành một lĩnh vực nghiên cứu được quan tâm. Theo đó, một điểm chính trong tư duy địa chính trị gây nhiều chú ý liên quan đến tầm quan trọng của vị trí địa lý đối với chính sách đối ngoại của một quốc gia. Một quốc gia nằm kẹp giữa hai quốc gia lục địa sẽ có chính sách đối ngoại khác xa với một đảo quốc hay một quốc gia được bao bọc xung quanh bởi các rào cản tự nhiên. Ví dụ, nhiều người cho rằng chính sách đối ngoại mang xu hướng biệt lập của Mỹ trước chiến tranh thế giới lần thứ hai, bắt nguồn từ vị trí địa lý cách biệt châu Âu. Chưa kể việc nước này được Đại Tây Dương và Thái Bình Dương bao bọc, mang lại một rào cản phòng thủ tự nhiên. Đặc điểm địa lý này cũng lý giải tại sao nước Mỹ lại coi trọng phát triển lực lượng hải quân. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu địa chính trị cũng cho rằng vị trí địa lý có mối liên hệ với sức mạnh và sự phát triển của mỗi quốc gia. Những quốc gia nằm ở những khu vực có khí hậu ôn hòa thường có sức mạnh kinh tế và quân sự lớn hơn các quốc gia khác nhờ lợi thế nông nghiệp và khai thác tài nguyên. Trong khi đó, các quốc gia ở gần xích đạo hay có khí hậu giá lạnh thường có nền kinh tế kém phát triển hơn và phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Tương tự, điều kiện khí hậu cũng có thể tác động tới an ninh của một quốc gia. Việc quân đội Pháp thời Napoleon hay quân đội Đức thời Hitler bị thời tiết băng giá cản bước khi tìm cách xâm lược nước Nga là những ví dụ tiêu biểu. Các đặc điểm địa hình như sa mạc, rừng rậm hay núi non hiểm trở cũng là những yếu tố tác động quan trọng tới chiến thuật quân sự, có thể góp phần mang lại thành công hay thất bại cho một đội quân trong các cuộc chiến tranh. Như vậy có thể nói, yếu tố địa chính trị đóng vai trò quan trọng với chính sách đối ngoại mỗi quốc gia. Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng địa lý chỉ là một trong rất nhiều yếu tố tác động tới lựa chọn chính sách của mỗi quốc gia nói riêng, cũng như quan hệ quốc tế nói chung. Vai trò của địa chính trị dần suy giảm trong bối cảnh toàn cầu hóa. Thực tế, trong thời kỳ toàn cầu hóa, vai trò của yếu tố địa chính trị dần bị suy giảm khi những đường biên giới quốc gia dần trở nên bị lu mờ. Dòng chảy thương mại, đầu tư, vốn, công nghệ hay nhân lực ngày càng trở nên tự do, thay thế dần các đường biên giới chính trị và địa lý cố định trong việc tạo ra nền tảng và khuôn khổ cho các mối quan hệ kinh tế, chính trị giữa các quốc gia. Mặt khác, với sự trỗi dậy của các nền kinh tế Đông Á trong những thập niên vừa qua, nhiều người cho rằng đã tới lúc cần thay thế khái niệm địa chính trị bằng khái niệm Geoeconomics. Theo đó, thì những quốc gia có nền kinh tế phát triển và chính sách thương mại rộng mở trở nên quan trọng hơn so với các quốc gia có lực lượng quân đội lớn mạnh. Lợi ích kinh tế dần thay thế các tính toán về chiến lược, chính trị hay quân sự để trở thành yếu tố chính chi phối chính sách đối ngoại của các quốc gia. Một trong những đặc điểm quan trọng nhất của toàn cầu hóa là sự đan xen lợi ích và phụ thuộc lẫn nhau ngày càng chặt chẽ giữa các quốc gia, khu vực, cũng như vai trò và tác động ngày càng rõ rệt của các lực lượng đa quốc gia, xuyên quốc gia. Điều này làm cho nhân tố kinh tế và chính trị, môi trường trong nước và quốc tế, lợi ích quốc gia và lợi ích quốc tế ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau. Nước này có thể làm cho nước khác phụ thuộc vào mình thông qua các quan hệ kinh tế, từ đó đạt được các mục tiêu chính trị.
Từ khi chiến tranh lạnh kết thúc cộng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, cạnh tranh sức mạnh quân sự được thay thế bằng cạnh tranh sức mạnh kinh tế, thứ bậc của các quốc gia trong hệ thống thế giới được xác định trước hết bởi sức mạnh kinh tế. Có thể nói, nhân tố kinh tế đang đứng ở trung tâm thay thế cho các tính toán về chiến lược, chính trị hay quân sự truyền thống. Trong cuộc đua Mỹ-Trung hiện nay, yếu tố kinh tế càng đóng vai trò then chốt và thậm chí là mang tính quyết định. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.